một chương trình hấp dẫn, ấn tượng và vô cùng nhân văn đã chính thức quay trở lại, không thể là chương trình nào khác, đó chính là chương trình Tường Lửa. Và Phương Nga xin kính chào quý vị khán giả của Tường Lửa. Ngày hôm nay chị Thùy như là Phương Nga quyết định đến chùa Phú Thạnh để tặng cho chùa một số tiền để chùa có thể tiếp tục chăm sóc những cụ già neo đơn cũng như là những trẻ em mồ côi. Thùy và Phương Nga thì cũng có xem tập 2 của chương trình Tường Lửa, có anh Hồ Quang Hiếu và Hồ Việt Trung tham gia chương trình, và hai anh rất là mong muốn thì có thể làm từ thiện cũng như là giúp đỡ cho chùa Phú Thạnh. Và ngày hôm nay thì Thùy và Phương Nga đến đây để cùng thực hiện cái sứ mệnh đấy cùng với các anh, mặc dù là các anh cũng không may mắn ở tập 2, nhưng mà Thùy với Nga cũng mong muốn là có thể giúp đỡ được những cái trẻ em cũng như là những người già neo đơn, và cùng chương trình thực hiện sứ mệnh rằng là sẽ thay đổi cuộc đời đó của những người con nuôi. Và bây giờ chúng mình sẽ đi vào trong để gặp chủ trì của chùa. Hiện tại thì chùa mình đang nuôi dưỡng thì gồm có 102 em trẻ mồ côi và 61 cụ già neo đơn. Các em trẻ mồ côi thì có những cái hoàn cảnh đặc biệt khác nhau. Có những em thì bỏ rơi ở nơi cổng chùa. Quisco sẽ sử dụng số tiền này vào cái khoản chi tiêu hàng ngày cho các em trẻ mồ côi cũng như là các vị già neo đơn để sinh hoạt những chi phí hàng ngày. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Tường Lửa. Thưa quý vị, xin hãy nhớ chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ năm hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị thân mến, nhiều số phát sóng trôi qua, số tiền của chúng tôi đã chuẩn bị lên tới hàng chục tỷ đồng. Nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có một cặp chơi nào mang về 1 tỷ đồng cả, đừng nói là 3-4 tỷ đồng. Từ trước khi chúng tôi bắt đầu chương trình này, luôn mong muốn những người chơi tới đây mang về nhiều tiền thưởng, vì họ đến đây với những cái mục đích và những kế hoạch mang sự lan tỏa đến cho những cái số phận không được may mắn như chúng ta. Và ngày hôm nay vui mừng chào đón một cặp đôi nghệ sĩ thân thương, lầy lội và vui tính, đó là nam ca sĩ Vũ Hà và nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đã biết anh yêu em yêu thật chân tình, cớ vì sao em lừa dối? Anh mất xa xăm em mơ về chốn nào, kết mà sao em còn vu vơ hoài? Có chớ cho thế có nói cũng thôi, thôi không yêu nữa, đành quên làm chi em ơi. Em về đi, hồn rơi không còn chi, trong tim anh giờ đây dần hụt bay. Chuyện xưa đã chết, đã hết rồi tình yêu. Em về đi, không buồn không giận đâu, không yêu nhau thì thôi. Chỉ thấy người ơi, khi yêu đừng nên dối trá, trở nên vu vơ. Đã biết anh yêu em yêu thật chân tình, cớ vì sao em lừa dối? Ánh mắt xa xăm em mơ về chốn nào, thế vì sao em còn vu vơ hoài? Có chốn có thế có nói cũng thôi, thôi không yêu nữa, anh còn làm chi em hơi? Em về đi, thôi rồi không còn chi, trong tim anh giờ đây mây sẽ vụt bay. Sao tình xưa đã chết, đã hết rồi tình yêu. Em về đi, không buồn không giận đâu, không yêu nhau thì thôi. Chỉ tay người ơi, khi yêu đừng nên dối trá, trở nên vu vơ. Các bạn à, mãi bên nhau
Sức khiêu vũ trong điều vui mambo đắm đuối, hey, cùng nhau ta ca ta hát trong một đêm ngọt ngào tuyệt vời. Vì anh yêu em nên đã trao nụ hôn cho em nồng cháy. Điều mambo sao hay thế, ô ô ngất ngây. Corazón de Melao, 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 Corazón de Melao, 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 Corazón de Melao, Melao. Vòng tay mà say đắm đuối, tôi hôn ta trao nghe ngất trong một đêm ngọt ngào tuyệt vời. Lời duy trì trao em đó cho tình ta đam mê đắm đuối, và anh yêu em hơn thế. Ô ô ngất ngây. Corazón de Melao, 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 Corazón de Melao, 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 Corazón de Melao, 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 Corazón de Melao, Melao, Melao. Corazón de Melao, 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 Corazón de Melao. Bây giờ xin hỏi luôn anh Hưng, đây có phải là lần đầu tiên anh đến với một chương trình ở tâm thế là một người chơi, một khách mời chơi không? Chắc chắn là quý vị khán giả khắp nơi hoặc là những nhà sản xuất cũng dễ dàng nhận ra là Hưng rất rất ít có cơ hội được tham gia những game show thế này. Mọi người vẫn hay nói là Hưng khó mời, Hưng từ chối. Hưng đây là Hưng thấy một chương trình này rất thú vị. Quan trọng nhất là gì? Mình có thể giúp được cho những người kém may mắn hơn mình. Dạ. Tùy vào đối tượng mình sẽ lựa chọn đó là ai thôi. Vâng. Nên là đó là cái động lực mạnh nhất mà khiến Hưng say yes tham gia chương trình. Lửa. Dạ. Cảm ơn anh. Và anh Vũ Hà thân mến. Dạ. Kêu anh nó mặc đồ nó lịch sự nha Hà, đừng có năm mớ bảy. Kìa nhìn nó kìa. Trời ơi. À là thưa quý vị là anh Đạm Hưng và anh Vũ Hà là tham gia chương trình này mặc đồ đàng hoàng giùm tôi nha ông nội. Đó, đó là lý do tại sao anh Vũ Hà mặc đồ vest. Thì anh Hà mới nói là kêu anh tham gia mặc đồ đàng hoàng mà ổng mặc đồ kìa. Có gì đâu, đồ trẻ trung quá mà. Cái màu sắc nó không có nói lên được cái điều gì cả. Chỉ có đồ vest mặc quần lửng hơi kỳ thôi. Một cái người mà nó luôn luôn vui tính mà lầy lội mặc đồ vest vui lắm. Kỳ lắm. À, giống em vậy đó. Thiệt, buồn anh tôi ghê luôn. Ngày hôm nay rất là vui, vỗ tay một lần nữa cho cặp đôi Đàm Hưng và Vũ Hà, thưa quý vị. Rồi, mời anh bước vào vị trí A và B. A và B. Thưa quý vị thân mến, là anh Đàm Hưng và anh Vũ Hà đến với chúng ta ngày hôm nay với một cái kế hoạch sự lan tỏa như thế nào, mời quý vị theo dõi. Dạ, kính thưa quý vị, mình là Vũ Hà. Vũ Hà. Dạ, Vũ Hà. Vâng, vâng, em là Vũ Hà. Mình là Đàm Vĩnh Hưng. Bản thân với người này. Các vị biết rồi, Hưng rất thích làm từ thiện. Cho nên, úi dồi ôi, sợ xui quý vị mặc 3-4 màu, cho nên là phong thủy. Em thì em hợp màu đỏ cho nên phong thủy của em là vậy. Còn Hưng là nó sợ hôm nay giờ tí thì màu đỏ nó bị xui, giờ dần thì màu xanh nó bị xui. Cho nên nó chơi 3-4 màu luôn, giờ nào nó cũng hơn hết trơn á. Chắc là tụi Hưng vẫn nhắm phần nhiều nhất vào các nghệ sĩ nghèo, bệnh tật. Sau đó mà nếu mà thắng lớn thì sẽ chia tiền ra cho những đối tượng khác nữa. Thì chỉ mong là thắng lớn thôi. Vậy thì go. Mình nắm tay nhau bằng nhé. Bằng nhé. Kiếm nhiều tiền bằng nhé. Yeah. Nghệ sĩ hay hướng cái lòng mình về những người cô chú anh chị đang đi trước, gọi là tiền bối. Thì hy vọng ngày hôm nay
sau khi có một chút tiền dành cho tiền bối thì sẽ có một chút tiền nữa để dành cho các em cơ nhỡ hoặc là gì đó. Vì nếu mình có được 2 tỷ thì cái chuyện nó thoải mái hơn tí. Dạ, yeah, đúng rồi. Dạ, hy vọng là hai anh sẽ mang về được 2 đến 3 tỷ đồng. Chỉ mong là như vậy thôi. Đây, bây giờ em xin phép được nói về luật chơi vòng đầu tiên. 5 câu hỏi sẽ có 2 phương án lựa chọn ở mỗi câu. Có 3 quả bóng được đặt cố định ở vị trí số 1, số 4 và số 7. Khi bóng rơi, hai người chơi phải cùng chạm tay vào phương án A hoặc B. Thời gian trả lời kết thúc khi quả bóng đầu tiên chạm đáy. Tổng số tiền của 3 ô mà bóng rơi vào sẽ được hệ thống ghi nhận. Nếu trả lời đúng, bức tường chuyển màu xanh, tiền sẽ được cộng thêm vào tài khoản của người chơi. Nếu trả lời sai, bức tường chuyển màu đỏ, tài khoản sẽ bị trừ đi số tiền tương đương nhưng không tính giá trị ảo. Thưa quý vị thân mến, anh Đàm Vĩnh Hưng không những là ca sĩ mà còn là doanh nhân thành đạt, có trong tay hủ tiếu, chơi bóng cá vô biển, thẩm mỹ viện, đó rồi công ty nghệ thuật. Thì sắp tới không biết anh có làm bên mảng này không? Bởi vì mảng này nó dính tới cũng một cái nghề kiếm nhiều tiền luôn. Mời các anh theo dõi clip sau đây. Nhà được xây dựng theo cấu trúc này dùng để nuôi loài chim nào? A chim yến và B là chim bồ câu. Mời bóng rơi. À dễ. Đúng anh, chạm đi, chạm nào, chạm nào. 10 triệu. Được. 12, 12, 5 triệu. 15 triệu lẻ 10 nghìn đồng cho câu hỏi đầu tiên là rất cao. Wow. Ồ, vậy đó hả? Nếu chính xác, vâng anh, vậy là rất cao rồi. Và đây là một đáp án màu xanh chính xác. Quá dễ. Quá đơn giản anh. Ừ. Quá đơn giản. Anh có sắp tới có tính làm này không? À, chưa biết. Có hay ăn thôi à, chứ còn ăn thì ăn hoài. Ăn hoài đúng yeah. Rồi. Khởi đầu vô cùng thuận lợi. Số tiền hiện có là 15 triệu lẻ 10 nghìn đồng với một câu hỏi duy nhất. 12 triệu. Ôi 10 triệu đó kìa. Thưa quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Tường Lửa và sau đây là câu hỏi số 2. Câu số 2 này cũng xem ra là đơn giản luôn. Mời anh nhìn lên Tường Lửa. Vì đây là một bài hát vui. Nội dung MV Đây là một bài hát vui của ca sĩ Chuân Phạm được lấy ý tưởng từ tác phẩm văn học nào? A. Số đỏ của Vũ Trọng Phụng và B. Tắt đèn của Ngô Tất Tố. Mời bóng rơi. Quá đơn giản. À, số đỏ. Qua đây, 12 triệu. Ôi, 10 triệu đó kìa. Quá may mắn. Riêng câu này nếu chính xác sẽ mang về là 22 triệu 505 nghìn đồng. Số tốc đỏ, số đỏ đúng rồi. Đúng đỏ, đúng rồi. Chính xác. Mới chỉ có 2 câu thôi, vòng này tới 5 câu. Mới 2 câu mà số tiền đã là 37 triệu 515 nghìn đồng. Với 2 câu, 3 mấy triệu là khủng khiếp. Đây là câu thứ 3. Mời xem hình ảnh sau đây. Đây là ký hiệu của loại khoáng sản nào trên bản đồ địa chất và khoáng sản Việt Nam? A. Dầu mỏ và B. Là khí đốt. Mời bóng rơi, mời bóng rơi. Anh Hà B. Anh Hưng chọn là B. 10 triệu đồng. Anh Hà là chọn là A, nhưng mà sau đó anh Hưng lại chọn là B. Và đáp án của chương trình B là đáp án chính xác. Ta đâu có nhìn thấy gì đâu, ta không nhìn thấy gì cả. Trời ơi, ta chỉ đại thôi, chúng ta đâu có biết gì đâu. Trời ơi, tôi đang lo lắm, không biết đưa nó vô trong hay để ở ngoài. Trời ơi, nó phá banh hết. Không biết gì đâu nào, không tao cũng nhìn thấy đường luôn đó. Ủa anh đeo kiến làm gì anh không thấy đường? Kiến thức đeo không có, thích nói chăng, nói văn, nói chữ, nói... À kiến không có trọng hả? Cái đẹp vậy thôi hả? Trời ơi, sao hai trái đọc ở đây? Mày coi kìa. Hả? Anh ơi, 10 triệu là khủng khiếp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cộng thêm 10 triệu lẻ 2 nghìn đồng. Số tiền hiện có sau câu thứ 3 là 47 triệu 517 nghìn. Ôi, cũng nhiều đấy. Trời ơi. Rất nhiều nha. Cố gắng đừng để bị trừ nha. Hiện tại mới 3 câu mà được 4 mấy triệu rồi. Thì sau câu này nếu như may mắn thả rơi vào thôi nha. Bởi vì em rất là thân với anh Hưng cũng. Em biết anh Hưng sở trường về đồ ăn, mà anh Hưng rất thích nằm ở vị trí câu số 4.
Thế à? Câu hỏi của chúng tôi, mời xem đoạn clip sau đây. Đây không phải dừa thường. Dừa sáp. Đúng vậy. Loại quả này là đặc sản của tỉnh thành nào? A là Bến Tre, B là Trà Vinh. Mời bấm rồi. Anh Hưng, chọn anh Hưng, anh Hưng. Chọn anh Hưng, chọn. B 12 triệu kìa. 12 triệu và 11 nghìn đồng. Không có 12 cũng được rồi. Thưa quý vị thân mến, nếu chính xác sẽ mang về được 12 triệu 511 nghìn đồng. Và Trà Vinh là đáp án. Chính xác. Yeah, biết mẹ tao biết câu này mà. Thôi mày đừng có hay, mày nói Bến Tre Bến Tre không hà. Ủa anh Hà, sao nãy em chọn A nữa vậy? Đâu có đâu, tay anh nó chỉ chạm mà thôi chứ mà anh rước qua đây mà. Anh chạm vào đó nó mới sáng chứ. Đâu, ở Bến Tre là dừa bình thường thôi, còn là Trà Vinh mới là dừa sáp. Đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác. Nhưng mà anh đừng có từ chối rồi nãy anh nói. Cái anh thấy nâng đạm ở đây. Không. Không phải. Không phải hả? Không phải. Thế là vô tình chạm à? Vô tình anh lướt lướt qua bên này. Và số tiền hiện có là 60 triệu 28 nghìn đồng. Còn một câu cuối cùng, mời xem hình ảnh sau đây. Ồ, cái gì vậy? Đâu là mảnh ghép còn thiếu của bức tranh? A là hình A hay là B là hình B? Anh Hà chọn, mời bóng rơi. Anh Hà chọn đi nào. Anh Hương chọn là B. Ủa sao ít tiền vậy? Ờ vậy đi. Nếu mà chả may có thua thì cũng trừ ít thôi. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi có 1507 camera. Tức là đây là đáp án chính xác. Nhưng không biết hồi nãy anh Hưng ra đây anh Hưng tính cái gì thì anh Hà đứng ở đây mà không chịu bấm. Tới lúc anh Hưng chạy quay ngược lại, anh Hưng chạm vào B thì đã muộn rồi vì bóng đã chạm đất. Trong thời gian bóng chưa kịp rớt xuống đất là mình phải bấm rồi. Trừ 20.000 đồng. Nè em rảnh không cho thêm 80 nữa là 100. Trời ơi. Ba tổ chức công nhận cứng. Đúng nhưng vẫn trừ tiền. Trừ đi 20.000, còn số tiền còn lại là 60.008.000 đồng. Trời ơi sao mà hơn quá chưa? Em biết tại sao anh ít giờ tham gia game show không? Sao vậy? Nói thiệt luôn nha mọi người, vì là vì muốn làm từ thiện cho người nghệ sĩ hoặc người nghèo nên chấp nhận tham gia. Chứ anh rất sợ mình lòi cái dốt của mình ra. Nếu như mình chơi mà sai đó, anh sợ lắm. Vậy thì biết sao anh lựa người anh chơi chung? Ôi đất ơi, có những cái mà người ở tất cả mọi người ở đây không ai biết. Anh biết. À, vụ gì? Ví dụ đi, những cái gì mà bí mật tình cảm gia đình của em này. À không, gia đình em đang ổn định anh, gia đình em đang ổn định. Ví dụ anh biết hết. À anh biết hết à? Ở những câu hỏi đó là anh sẽ biết. Ngoài kiến thức không biết. Còn kiến thức thì có bạn mình hơi biết rồi. Đúng rồi. Nói chung là đây là một cặp song hùng kỳ hiệp. Nhưng mà anh hên lắm. Đúng và rồi. Cứ bưng anh đi theo là bảo đảm cái gì cũng có. Hà hên và may mắn lắm, Hà thông minh nữa, thiệt sự là như vậy. Dạ. Và bây giờ là lúc phải chia đôi. Một người vào trong và một người ở lại. Đó, khúc này mới nguy hiểm nè. Thôi bây giờ mày ở ngoài đi nghe. Thả banh nó dễ lắm, còn ở trong kiến thức nó quan trọng. Thế mày hên. Mày nói may mắn mà. Mày thả ra sẽ xuống tiền nhiều. Vậy cuối cùng là người ở lại là anh Vũ Hà. Và người vào trong là anh Đàm Vĩnh Hưng. Dạ. Yeah. Mời anh. May mắn Hưng ơi. Nhớ vô nha. Như vậy là Đàm Hưng đã vào phòng trong rồi. Sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Thưa quý vị, chúng ta cùng cặp đôi dễ thương này đến với vòng 2 của chương trình Tường Lửa. Đây là một trong những người hiếm hoi mà mượn được ngay con số mà 125 triệu, con số cao nhất của vòng 2. Thưa quý vị thân mến, đây là vòng 2 của chương trình Tường Lửa buổi tối ngày hôm nay. Anh Hà thân mến, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Số tiền cao nhất hiện tại là 125 triệu đồng. Ngoài ra là có 150 triệu, 25 triệu, 12 triệu 500, rồi 5 triệu, 1 ngàn, 5 ngàn, 10 ngàn, rất là nhiều. Ngay sau đây là luật chơi vòng 2. Luật chơi ở vòng 2. Trước khi đối mặt với các câu hỏi, người ở sân khấu sẽ chọn vị trí và thả cùng lúc 2 quả bóng xanh tạm ứng tiền. Tổng số tiền sẽ ngay lập tức cộng thẳng vào tài khoản. Người trong phòng ban phải trả lời 3 câu hỏi. Mỗi câu hỏi gồm 3 phương án lựa chọn. Ở mỗi câu hỏi,
Trước khi người trong phòng ban trả lời, người ở sân khấu sẽ chọn một vị trí thả bóng. Tại câu hỏi số 2, người chơi có quyền chọn nhân đôi số bóng sẽ thả. Ở câu hỏi số 3, có quyền nhân 3 số bóng. Nếu trả lời đúng, bức tường chuyển màu xanh, tiền sẽ cộng vào tài khoản. Nếu trả lời sai thì ngược lại, tường chuyển màu đỏ, tài khoản sẽ bị trừ đi số tiền tương ứng. Cuối vòng 2, tại đúng vị trí đã thả 2 quả bóng tạm ứng, người chơi sẽ phải thả 2 quả bóng đỏ để bức tường thu hồi tiền. Bây giờ là lúc anh thả 2 quả bóng màu xanh vào bất kỳ vị trí nào anh thích. 2 vị trí cũng được, 1 vị trí cũng được. Vị trí số 5. Số 5 và số 4. 5 và 4, mời anh. Tiếp tục là vị trí số 4. Nếu chúng ta mượn rất nhiều mà lát ở đây chúng ta sau khi chơi xong thả 2 quả bóng màu đỏ mà trả lại 1.000, 5.000 là quá lời. À có lời hả? Còn nếu bây giờ mượn được 5.000, 7.000 mà lát trả 200 là thua. Trời ơi. Chúng ta chờ xem con số được mượn được sẽ là bao nhiêu đây. Mời bóng rơi. Wow, wow. Trời ơi, hên chúa. Quá hên. 125 triệu lẻ 1.000 đồng nữa được cộng vào tài khoản. Đây là một trong những người hiếm hoi mà mượn được ngay con số mà 125 triệu, con số cao nhất của vòng 2. Bởi vậy anh Hưng nói anh rất là may mắn. Số tiền hiện có đâu có nhiêu. 185 triệu lẻ 9.000 đồng dù chưa chơi câu hỏi nào. Wow. Câu đầu tiên, ba đáp án là A là Papara Millicent Robert, B là Baby Ruth Handler và C là Kenneth Millicent Handler. Đây là những đáp án mình chưa biết được câu hỏi sẽ là gì. Nếu không tin anh Hưng có thể trả lời được thì hãy chọn vị trí xa xa những vị trí nhiều tiền. Hãy chọn một vị trí. Nhưng mà mình phải lựa làm sao? Hôm nãy là 4 năm, số 5, số 2. Số 2, mời thả bóng. Và câu hỏi dành cho anh Đàm Minh Hưng là tên đầy đủ chính xác của nhân vật này là gì? Đó. A, Barbara Millicent Robert, B, Baby Ruth Handler và C là Kenneth Millicent Handler. Ok, giờ muốn sao đây? Cân não với tôi à? Nhưng mà không có gãi với Hưng được, vì đơn giản là cái là kiến thức là Hưng biết. Chính cái người mà giải thích cho Hưng ai phải không? Là Dương Triệu Vũ. Đó, trong những ngày tháng mà Hưng ở bên Mỹ nhiều mà đi mua quà cáp hoặc là những cái món đồ cho những đứa cháu. Đó, cho nên là Hưng biết rất rành. Có nghe câu chuyện về cái nhân vật này. Nhưng mà sáng tạo ra con búp bê này là lấy tên con gái của mình đặt tên cho con búp bê, có nghĩa là yêu con của họ quá mức luôn. Và Hưng sẽ chọn đó là Barbara Millicent Robert. Barbara Millicent Robert là lựa chọn của anh Đạm Anh Hưng. Chứ không phải là thấy chữ baby là mình chọn chữ baby đâu. À, ủa sao ta tưởng cái bài búp bê cho meow của anh. Cái này là búp bê baby, còn búp bê cho meow của anh là gì? Búp bê này là xinh đẹp. À hả? Búp bê này là xinh quá. Ủa với cái con này nó là ở nước ngoài đúng không? Vâng. Và bây giờ là tên của con bé này là Barbara đúng không? Theo anh Hưng là con gái của cái người sản xuất đó. Đáp án của chương trình là chính xác. Baby là tên đầy đủ của Barbara Millicent Roberts. Baby được đặt theo tên con gái của Ruth Handler. Barbara và Ken theo tên của con trai của cô là Kenneth. Cô ấy đến từ Willow, Wisconsin, nơi cô học trung học. Đây là địa chỉ hư cấu. Sinh nhật chính thức của Baby là ngày 9 tháng 3 năm 1959, ngày cô được tiết lộ cho ngành công nghiệp đồ chơi trong hội chợ đồ chơi New York. Mời bóng rơi. Đâu đẹp, 12 triệu mấy. Đấy. Đâu hề nhỏ. Đúng. Quan trọng không phải là mình kiếm nhiều tiền một lúc. Đúng. Mà cứ từ từ, 100, 200, 500 đó. Đáp án là chính xác. Và số tiền hiện có là 197 triệu 509 ngàn đồng. Bây giờ, thưa quý vị, là câu hỏi thứ hai cũng tiếp tục có 3 đáp án để chúng ta nhìn xem nó là gì. A, tối thiểu 15 giây. B là tối thiểu 20 giây. Và C là tối thiểu 25 giây. Lượt này anh có được quyền nhân đôi bóng. Ông bà ta nói một câu ăn ít no dai. Tham thì thâm. Đúng. Đúng. Chọn một quả thôi.
vào vị trí số mấy đây ạ? Anh nghĩ câu hỏi này về thể thao nè. Anh sẽ chọn vị trí số Số 4. Và ngay sau đây là câu hỏi dành cho anh Đàm Vĩnh Hưng. Xin mời. Thể thao chính xác. Thể thao. Theo luật Liên đoàn Judo Quốc tế, để đạt được điểm Ippon, tức là ghi điểm sẽ chiến thắng chung cuộc, đấu thủ áo xanh phải đè chặt đối thủ ở tư thế như trong đoạn phim với thời gian bao lâu? A. Tối thiểu 15 giây, B. Tối thiểu 20 giây và C. Là tối thiểu 25 giây. Em nghĩ là B hoặc C. Đúng. Tại vì A là hồi nãy nó nhanh quá. Hồi nãy không là hơn 15 giây rồi anh. Cứ như vậy là 1 giây. 2, 3... Không bị giảm tải đó. 4 nè. 5 nè. 20. Không thể nào mà 20 được, nó bật lại sao trời. Đúng không? Lâu quá là... Chứ 20 là lâu thiệt. 15 giây. 15 giây là sự lựa chọn của Đàm Vĩnh Hưng. Anh thấy sao? Công việc của anh là gì? Nếu trả lời sai thì rớt vào 1.000. Còn nếu trả lời đúng làm ơn nhảy qua 100 hoặc 125 triệu. Thế thôi. Thế thôi. Chúng ta chờ đợi đáp án của anh Đàm Vĩnh Hưng. À, tôi thấy 15 giây là chính xác hay là không chính xác? Oh, yeah. Đáp án chính xác của chương trình là B, tối thiểu 20 giây. Trong một trận đấu judo, nếu một đấu thủ ghi điểm Ippon sẽ lập tức được công bố là người chiến thắng. Có nhiều cách để ghi điểm Ippon, trong đó có trường hợp nếu một đấu thủ thực hiện đòn đè 3, Osakomi 4, sau tiếng hô 5, Osakomi của trọng tài mà đối thủ 7, không thoát ra 8, trong 20 giây. 9, từ 10 giây 10, đến 20 giây 1, được tính là 12, điểm Awazaji. 2 Awazaji sẽ được công nhận là một Ippon, tức là chiến thắng chung cuộc. Bây giờ chúng ta sẽ đau đớn nhìn bao nhiêu tiền bị mất đi. Mời bóng rơi nào. Ê, ê. Ồ, có 5.000 thôi. 5.000 thôi. Ôi, con lạy thần bóng. Ôi, ôi. Ôi, ôi. Hên. Rõ ràng hên chưa? Ôi, ôi, hên dữ trời. Hên dữ trời. Số tiền mất đi 5.000, còn lại là 197.504.000 đồng. Để hồi nãy mà nghe lời em nha. Nhận hai quả đi là thần kinh sẽ tăng lên lần hai lần. Em chỉ hỏi thôi, em đâu có kêu anh hai quả đâu. Anh đâu có ngu đâu. Rồi, mời anh ổn định vị trí. Bây giờ là câu thứ 3 ở vòng 2 này. Câu này được quyền nhân 3 quả bóng. Anh hãy suy nghĩ bình tĩnh. Hỏi suy nghĩ. Mình cứ một phát mình ăn. Ăn từ từ thôi. Ăn nhiều bể bụng. 3 đáp án của câu này là A. Nguyễn Thị Hinh, B. Đoàn Thị Điểm và C. Nguyễn Thị Duệ. Khó nha, khó lắm. Anh hãy chọn. Anh chỉ chọn một quả thôi. Một quả thôi. Anh sẽ lỡ vào vị trí số 1. Vị trí số 1. Đúng rồi. Và sau đây là câu hỏi dành cho anh Đàm Vĩnh Hưng. Ai là nữ trạng nguyên duy nhất trong lịch sử nước ta? A. Nguyễn Thị Hinh, B. Đoàn Thị Điểm, C. Nguyễn Thị Duệ. Tất cả những cái gì mà nhất của Việt Nam là Hưng hay để ý lắm. Và trạng nguyên thì nước mình là toàn là đàn ông hay là nam không à? Và Đoàn Thị Điểm chắc chắn là không phải. Nhưng mà có một điều đặc biệt là bà Nguyễn Thị Hinh này là ai biết không? Là tên thiệt của bà huyện Thanh Quang đó. Cho nên là hai bà không thể nào là trạng nguyên được. Người ấy chính là Nguyễn Thị Duệ. C. Nguyễn Thị Duệ. Đúng. Và đáp án của chương trình là... Đáp án chính xác của chương trình. Chính xác. Bà Nguyễn Thị Duệ, theo một số tài liệu khác ghi Nguyễn Thị Duệ hay Nguyễn Thị Ngọc Toàn, sống vào khoảng cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17. Nguyễn Thị Duệ giả trai lấy tên là Nguyễn Ngọc Du, đi thi rồi lần lượt vượt qua kỳ thi hương, hội và đình để trở thành người đỗ đầu. Khi ấy bà chỉ khoảng 17 đến 20 tuổi. Bây giờ chúng ta chỉ còn trông chờ vào sự may mắn của anh nữa mà thôi. Tiếc quá, nãy giờ mình lựa 3 quả là được rồi. Ủa, hồi nay mới nói sao? Thôi, ông bà tao nói là anh ít lo dài. Và mời bóng rơi nào. Qua bên đây nhiều tiền này. Qua đây con ơi. Ôi, con thần ơi. Lên, lên, lên ơi. 5 triệu đồng. Cũng được. Anh ạ.
thì 5 triệu cũng được. Ngon lành rồi. Số tiền hiện có là 202.504.000 đồng. Vậy là cao không ta? Cái vòng 3 mới là khủng khiếp. Vòng này chưa là gì đâu anh ạ. Bây giờ chúng ta có 200 mấy rồi. Và chúng ta cũng đã chơi xong 3 câu hỏi rồi. Bây giờ là lúc phải thả 2 quả bóng màu đỏ để trả lại tiền cho chương trình. À bây giờ trả lại hả? 2 quả bóng màu đỏ anh đã chọn là vị trí số 5 và vị trí số 4. Bây giờ thả vào 2 vị trí ấy. Xin mời. Số 5 và số 4. Mượn thì vui vẻ lắm. Chúng ta chờ xem cái sự may mắn nó đạt đỉnh cao tới độ nào nhé. Mời bóng rơi nào. Ngon lành đấy. Về phía ấy là ngon lành rồi. Ngon rồi, ngon rồi. 2.510.000 đồng. Ủa tôi anh tưởng là 250 triệu. Trừ đi 2.510.000 đồng, số tiền còn lại vẫn rất cao. 199.994.000. Wow, trời ơi, Giang ơi. Hay, may mắn ấy. Đồ màu hồng đẹp nè. Màu hồng đẹp, màu đỏ, may đấy. 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 Công nhận, sau dạo này nhìn thấy em đẹp dai hẳn ra. Ôi, sao dạo này may mắn nhiều thế. Thưa quý vị thân mến, như vậy là anh Vũ Hà đã kết thúc vòng 2 với số tiền là gần 200 triệu đồng. Là một con số rất cao. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ còn khủng khiếp ở vòng thi thứ 3, vòng thi cuối cùng. 1.000 đồng, rất tiếc. Mượn 2 trái thôi, 2 trái sau bỏ được không? Sống mà, lúc này lúc kia chứ. Không phải, ví dụ mình cho bỏ đi đi. Thôi nhưng mượn 2 trái thôi. Thưa quý vị thân mến, đây là vòng 3 của chương trình Tường Lửa. Anh hãy nhìn kỹ, tất cả đã thay đổi hoàn toàn. 500 triệu đã xuất hiện. Wow. Luật chơi chúng ta có một sự thay đổi nhỏ. Luật chơi ở vòng 3. Mỗi câu hỏi vòng 3 sẽ có 4 phương án lựa chọn. Luật chơi tương tự vòng 2. Người ở lại sân khấu sẽ chọn vị trí để thả lần lượt 4 quả bóng màu xanh tạm ứng. Sau khi người trong phòng ban đưa ra quyết định về bản hợp đồng thỏa thuận, người ở sân khấu sẽ thả lần lượt 4 quả bóng đỏ tại những vị trí đã thả 4 quả bóng tạm ứng để bức tường thu hồi tiền. Bây giờ mời anh thả 4 quả màu xanh lần lượt, từng quả một vào vị trí anh mong muốn. Mượn thật nhiều và trả thật ít, đó là thành công. À, hơn. Số 5. Số 5. Từ từ bình tĩnh. Vị trí số 5 sẵn sàng. Mời bóng rơi. Ê, ê, ê. Qua đây. 25 triệu đồng. Cũng được, không đến nỗi nào. Và số tiền hiện có là 224.994.000 đồng. Tiếp theo, quả thứ 2, vị trí số 4. 4. Mời bóng rơi nào. Hai trăm triệu đồng. Số tiền hiện có là nhiêu? 424 triệu. Wow, 994.000 đồng. Tiếp tục quả thứ 3. Mệt tim lắm luôn đấy. Số tiền anh sẽ lựa chọn là số 4 nữa. Số 4 nữa. Hy vọng là 200 nữa. Mời bóng rơi nào. Rất tiếc, không được cao. Và tổng cộng số tiền hiện có là 424.999.000 đồng. Và vị trí cuối cùng. Khó trời quá trời. Số 3. Số 3, xin mời. Mời bóng rơi nào. Rất tiếc, số tiền cộng thêm 1.000 nữa. 425 triệu, chẳng. Mượn 2 trái thôi, 2 trái sau bỏ được không? Sống mà, lúc này lúc kia chứ. Không phải, ví dụ mình cho bỏ đi, coi như mượn 2 trái thôi. Không sao, bây giờ trong 3 câu hỏi này mình cố gắng tương thông tâm linh với Đạm Hưng để mình lựa chọn vị trí gần số tiền lớn. Còn cái vị trí anh vừa chọn là hợp lý, bởi vì lát mình cũng phải trả 4 quả màu đỏ vào ngay đó. Sẵn sàng cho câu hỏi đầu tiên chưa? Bây giờ là câu đầu tiên. Một quả được thả. Anh hãy nhìn xem đáp án của chương trình là gì. A, B, C, D xuất hiện. A là hát then, B là hát khang, C là hát tà oải, và D là hát ví. Anh hãy chọn vị trí. Số 4. Số 4.
Số 4 là vị trí an toàn. Sau đây là câu hỏi dành cho anh Đàm Vĩnh Hưng. Khoan khoan, tiếp muốn hỏi chàng, ở nhà đã có cô nàng hay chưa? Đây là điệu hát gì của người dân tộc Tày ở làng Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn? A. Hát then, B. Hát khan, C. Hát tà oải và D. Là hát ví. Trời đất ơi, thấy chưa? Cái gì đáp án là bốn cái đáp án hả? Cái này mà để cho Vũ Hà nó ngồi trong này là chết. Trời đất ơi, tôi biết ngay mà. Biết sao không biết. Cho nên là tôi để ở ngoài đó là đúng lắm luôn á. Biết gì đâu. Biết hết. Hát then. Ông ám xa ra coi. Riêng ở khu vực này, người ta nói nhiều về cái chữ hát then này lắm. Còn hát khang, khang giống hát như Hưng vậy nè. Nó khang, khang thì là khang là giống cái Đại Vĩnh Hưng. Hát tà oải, tà oải hơi lạ nha, mới chưa nghe. 500 triệu đó Hưng ơi. Hát then đi. Không, tôi thích chơi lật ngược lại coi. Hát ví. Hả? Hát ví. Lựa chọn của Đại Vĩnh Hưng là hát ví. Anh Hà có ý kiến gì không? Hồi nãy nói rồi, hát ví mà. Đáp án của chương trình hát ví là một đáp án chính xác. Không biết hát ví có từ bao giờ, chỉ biết là điệu hát này được các cụ cao niên làng Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn truyền lại cho con cháu đến tận ngày nay. Điệu hát ví thường được hát trong các lễ hội đầu xuân, đám cưới hoặc để nam nữ đối đáp làm quen. Hát ví hay ở chỗ người hát không gọi tên sự việc cụ thể mà hát ra bằng sự ví von mang đậm chất trữ tình. Chính xác, hy vọng vị trí 500 triệu. Mời bóng rơi nào. Thần ơi, ơi thần. Qua đi em ơi, qua đi, qua đi, qua đi em ơi, qua 200 triệu. Ôi trời ơi, cứ thế thôi, nhẹ nhẹ. Thưa quý vị, hôm nay là một ngày rất may mắn với anh Đàm Vĩnh Hưng và anh Vũ Hà. 200 triệu cộng thêm vào số tiền sẽ là 625 triệu đồng. Ồ nhiều nha. Nhiều đấy. Chỉ còn 4 trái trả lại kìa. Không sao, hơi bị run này. Chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi số 2. Vẫn là 4 đáp án. A. Gustav Klim. B. là Edward Manet. C. là Pablo Picasso. Và C. là Vincent Van Gogh. Van Gogh này, Picasso này. À, về những bức hội họa. Hội họa. Cái này chắc thường biết à. Sao anh thấy sao? Anh có tin không? Tin thì mình hai quả. Nó có treo tranh, có. Không biết là có biết không? Không biết có biết hay không, cũng hơi là nghi ngờ lắm. Anh sẽ chọn có nhân đôi hay không? Thôi. Vị trí? Vị trí số 2 đi. Số 2, xin mời. Vị trí số 2. Anh Vũ Hà chơi cẩn thận. Câu hỏi dành cho anh Đạp Bình Hưng là know so much about his death. What do you know of his life? You do from. I would like to show by my work. Đây là bộ phim hoạt hình về danh họa nào? A. Gustav Klim. B. Edward Manet. C. Pablo Picasso. Và D. là Vincent Van Gogh. Bốn người. Bỏ hai người trên đi. Yeah. Picasso, Van Gogh. D. Phải nhờ thằng may mắn thôi. Đoán đại nha. Van Gogh. Đúng thật rồi. Ta còn ra con bắn giết ta nha Hà nha. Có ai có quyền trợ giúp không trời? Van Gogh. Mình thuận tay phải. Yeah. Hưng chọn Vincent Van Gogh. Đó. Yeah. Thấy chưa? Tâm linh tương thông. Đó. Quan trọng là đúng hay sai. Đáp án là yeah. Đúng. Thấy không? Đáp án chính xác của chương trình là D. Vincent Van Gogh. Đây là Loving Vincent, bộ phim hoạt hình làm từ tranh sơn dầu đầu tiên trên thế giới. Xoay quanh những ngày cuối đời và cái chết vẫn còn là bí ẩn của bậc thầy hội họa hiện đại người Hà Lan, Vincent Van Gogh. Phim là bảng màu sống động được tạo ra từ hàng ngàn bức vẽ sơn dầu, được chụp lại rồi ghép thành phim. Sau khi các đạo diễn hoạt hình đã nhân cách hóa diễn xuất của diễn viên. Như vậy là chính xác, vị trí số 2, an toàn. Khả năng tới 500 triệu là rất khó. Đâu, anh sẽ lùa bóng. Mời bóng rơi luôn. Qua đi ông ơi, qua ông ơi. Qua. Qua đi ông ơi, qua. 10.000 đồng.
Ông không có nghe nữa. Hình như đúng đi ngủ rồi. Cộng thêm 10.000 đồng nữa tài khoản là 625 triệu và 10.000 đồng. Bây giờ chỉ còn một câu nữa thôi. Ở lượt này như đã nói, câu số 3 là được quyền nhân 3. Anh hãy suy nghĩ đi, chuẩn bị sẵn sàng. Mời đáp án của chương trình. A là Pháp, B là Đức, C là Mỹ, và D là Anh. Đàm Vĩnh Hưng mấy nước này đi hết rồi. Đi hết rồi, năm nào tụi này cũng đi một cái tour rồi. Anh sẽ chọn nhân 3 hả? Đúng. Mời chọn. Vị trí anh chọn là gì? Từ nãy giờ số 4 là cái số mà được nhiều tiền nhất. Số 4. Trời luôn, ba trái. Ba trái số 4 luôn. Ba trái số 4 luôn. Liều anh nhiều. Liều anh nhiều. Ba quả vào vị trí số 4. Đặt cược tất cả cho cuộc chiến này. 1 tỷ. Và câu hỏi dành cho Đàm Vĩnh Hưng là: quốc gia nào sử dụng biển số xe đầu tiên trên thế giới? A. Pháp, B. Đức, C. Mỹ, và D là Anh. Anh Hưng biết nè anh ta. Biết. Hà ơi, Hà có nghe Hưng nói gì không? Hưng có nghe thấy Hà nói gì không? Bây giờ Hưng đang ở trong này Hà. Rồi Hà ơi là trời. Tôi không biết là ở ngoài đó du kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Hà làm không còn đồng nào trời. Hy vọng là tất cả gì may mắn nhất là Hà nắm giữ giùm tôi nha Hà ơi. Đó, còn ở trong này để tôi lo. Ok, câu cuối cùng nè. Anh. Không, cái nơi nào người ta phải sản xuất xe hơi đầu tiên thì người ta mới có bảng số xe chứ. Đáng nghi ngờ, tại vì là về y tế, về sản xuất hoặc là chế tạo, Đức vẫn nắm một cái gì đó rất là ghê gớm. Anh ngày xưa là nổi tiếng về nền công nghiệp. Mình nhớ mang máng là cái xe máy đầu tiên mà nước Đức sản xuất ra nè. Không lẽ chạy xe khơi khơi không có số, bản số. Mà phải có bản số để biết được xe đó của ai chứ đúng không? Nó gần như là một cái khai sinh, một cái chứng nhận của về cái xe rồi. Cho nên là bản số sẽ đi kèm. Đức. Đức. Anh, ngày xưa có xe ngựa nhớ không? Thì đó, hồi xưa là Pháp đi xe ngựa nhiều. Xe bò, xe ngựa là có trước nha anh nha. Nhưng mà Đức là nơi sản xuất ra xe hơi, xe gắn máy. Ở đây là chương trình hỏi là ở đâu xe có biển số đầu tiên chứ không hỏi xe có động cơ. Thì những cái động cơ rồi người ta mới gánh bằng số ông ngoại. Hy vọng là Đức là đúng. Chứ em vẫn nghĩ là anh nha. Ê, xui. Ê. Đáp án của chương trình là... Hồi nãy nói rồi, Pháp đó, không nghe. Đáp án chính xác của chương trình là A, Pháp. Thấy chưa? Ô tô khởi nguồn từ châu Âu và cụ thể là nước Đức, nhưng Pháp mới là nơi biển số xe xuất hiện lần đầu tiên. Việc số phương tiện lưu thông ngày càng nhiều, vào giai đoạn 1890, chính phủ Pháp lúc đó phải đối mặt với một thách thức kiểm soát các loại hình xe của người dân để biết được ai sở hữu xe nào, nhằm tìm kiếm họ hoặc người thân trong trường hợp xảy ra tai nạn hay phạm pháp. Kết quả là năm 1893, biển số xe đầu tiên trên thế giới ra đời. Sau khi được thử nghiệm ở vùng Sen, mô hình biển số xe nhanh chóng được nhân rộng và tới năm 1901 đã có hiệu lực trên toàn nước Pháp. Trời, ba trái nữa là tụi tham lam đấy, sợ không? Này em nói anh rồi. Tại vì anh còn cây cuối hà, tình còn có đúng một câu thôi mà kiếm 1 tỷ, hiểu không? Thì chỉ có 3 câu mình nhanh lên nó mới đủ tiền thôi. Bây giờ chúng ta không những là 3 quả này mà còn 4 quả nữa là 7 quả màu đỏ sẽ được thả. Trời đất ơi. Mời bóng rơi nào. Nhắm nhìn luôn đó trời. Một trăm 50 triệu lẻ 10.000 đồng bị trừ đi, chúng ta còn lại số tiền là à, 3 trái có 100 mấy á. 475 triệu. 3 trái mà có 100 mấy thôi á. Lát nữa còn 4 trái. Trời ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hợp đồng của chương trình để chuyển vào cho anh Đàm Vĩnh Hưng để anh quyết định ký hay không ký. Xong nói sao được. Ôi ơi, hồi nãy trước khi vô mày nói sao? Là mày không có ký, chơi tới cùng luôn. Không thì bỏ tiền túi ra. Ở ngoài được bao nhiêu tiền? Gần 1 tỷ. Anh Hà thân mến, anh Đạm Hưng ở bên trong trả lời đúng 4 câu trên 6 câu cộng với số tiền mà hồi nãy mình kiếm được. Nếu ảnh đồng ý ký là mang về 140 triệu. Còn anh không ký thì mang về số tiền mà sau khi anh trả 4 quả bóng màu đỏ cho chương trình. Chuyện đó hồi sau sẽ rõ.
Thưa quý vị thân mến, hợp đồng đã được chuyển vào bên trong. Chúng ta cùng gặp gỡ lại nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ờ, chán quá. Mà ngoài kia cũng được nữa. Đó. Ở trong này thì cũng vậy nè, còn ngoài kia. Làm thấy ghê. À, cái này là cái vụ hợp đồng phải không? Nắp kế bên. Không ký đâu. Rồi, viết cũng đúng tính cách quá ha. Ký mà có ít nó không có chịu đâu. Nãy mình trả lời coi. Có cái mình cũng hơi mơ hồ quá. Biết chắc chắn mấy câu. Còn hai câu cũng hơi đoán đoán, hơi quạng. Tính coi. Chúng ta chưa biết gì cả. Phần cuối chương trình sẽ biết. Bây giờ chúng ta sẽ chờ để anh ấy sẽ quyết định là ký hay không ký. Sau đó hợp đồng sẽ chuyển về lại vị trí cũ. Rồi chúng ta mới tiến hành thả bóng màu đỏ. Trả nợ. Đúng vậy. Ok. Hà ơi, đợi Hưng ra nhé. Còn nắm tay bạn nhé. Thưa quý vị, hợp đồng đã quay trở lại rồi. Anh Hưng đã quyết định rồi. Nhưng không biết quyết định như thế nào. Bây giờ là lúc anh Hà phải trả lại 4 quả bóng màu đỏ cho chương trình. Vị trí lần lượt là số 5. Và chúng ta chờ xem số 5 sẽ trừ đi của anh Hà bao nhiêu tiền. Mời bóng rơi nào. Ông ơi, 1.000 đồng ơi, 1.000 yêu chết bé. Quay ai 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 ai. 100 triệu đồng đã bị trừ đi. Số tiền còn lại là 375 triệu. Mời tiếp tục quả thứ hai. Vị trí là số 4. Vị trí số 4 đã sẵn sàng. Chúng ta mời bóng rơi nào. Cậu dám nhìn luôn á. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000 bị trừ đi. Số tiền còn lại là 374.999.000 đồng. Vẫn còn ngon, vẫn còn ngon. Im đi trời ơi. Vị trí tiếp theo là số mấy anh nhớ không? Số 4 nữa. 5, 4 và 4. Mời bóng rơi nào. 1.000. Bao nhiêu vậy? Trừ thêm 100 triệu nữa rồi. Số tiền còn lại là 274.999.000 đồng. Quá mệt mỏi với chương trình. Chương trình vừa chơi xong rồi về đi thám tổng quát rồi đó thiệt á. Mệt tim ối là mệt tim luôn. Quả bóng tiếp theo ở vị trí số 3. Số tiền sẽ trừ bao nhiêu đây? Mời bóng rơi nào. 5.000 đồng. 5.000 đồng. Số tiền còn lại là 274.994.000 đồng. Như vậy là cuối cùng anh Hà đã hoàn thành sứ mệnh người thả bóng. Em sao đừng ai rủ tao chơi như nó chơi không? Gần 300 triệu trong tay. Vấn đề quan trọng là anh Đàm Vĩnh Hưng có ký hay là không. Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ lại nghệ sĩ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Quý vị thân mến, đã đến lúc đôi bạn tri kỷ tương phùng. Chúng ta gặp lại nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Sao anh? Tình hình sao anh? Sao em? Hay quá, trả lời hay quá. Giờ thông báo luôn nè. Có tất cả là 6 câu của 2 vòng. Mỗi vòng 3 câu, 2 vòng là 6 câu. Thì anh cũng trả lời được ít thôi. 4 trên 6. Ghê chưa? Ghê chưa? Thì có nghĩa là gì? 4 x 2 là 80. 80 với lại hồi nãy anh kiếm cũng được 60. Là anh chỉ cần ký là anh có 104. Đó, em chỉ nói vậy thôi. Còn có chuyện anh đừng quan tâm, ngoài này kiếm được bao nhiêu. Sao không quan tâm, phải quan tâm chứ. Ở ngoài kiếm được nhiêu em? Đâu có nói được. Thì em biết anh Vũ Hà rồi. Anh rất là may mắn. Chỉ có cái là cái chiến lược anh không giỏi thôi. Nói nghe ghê vậy. Đâu có giàu ghê. Nói vậy thôi chứ còn tình hình đâu biết mà anh. Đây. Anh Hà quay lại nào. Cái gì mà làm như búp bê vậy? Dạ. Là cái mặt này có lỗi phải không? Anh Hưng, anh ở trong kia thấy sao? Thì ở trong đó thì cái lúc mà nhìn thẳng vô cái không gian rồi có mình ngắn ngủn à. Tôi kêu quá trời không ai nghe là tiếng tôi kêu luôn á.
Ở ngoài đây sao, có vui không? Thấy chưa, biết ngay mà. Yên tâm đi, biết mày xui lắm, cho nên tôi đã hát bài hát Có Còn Hơn Không, Có Còn Hơn Không. Ủa thiệt luôn á, sẽ bảo toàn được cái số lượng. Lúc đầu trăm mấy cũng đủ giúp được hội nghệ sĩ dưỡng lão rồi. Đúng rồi, trăm mấy cũng nhiều lắm anh. Như sức rồi. Trời ơi, hôm nay ở nhà đành mày cái gì rồi sao Hương ơi Hương? Kêu là không được ký mà. Trời ơi, mày nghĩ sao vậy? Tao hên lắm, tại sao mày ký? Hên đâu mà hên. Trời ơi, ở ngoài đây có không bao trùi cả tỷ. Trời ơi Hương ơi. Số tiền nhận được khi Hương đã ký là 140.008.000 đồng. Là khi Hương ký rồi, nên có tiền số tiền đó. Xong nói. Nói sao được. Trời ơi, hồi nãy trước khi vô mày nói là sao? Mày mày không có ký, chơi tới cùng luôn. Không thì bỏ tiền túi ra. Ở ngoài được bao nhiêu tiền? Gần 1 tỷ. Gần 1 tỷ hả? Xong rồi rớt rớt mấy cái chửi còn mấy trăm hả? Còn hơn cái này luôn á. Trời ơi, trời ơi, sao kỳ để cho rớt mấy trăm? Biết cách thả hả? Không có. Lúc mà tao mượn thì tao mượn được nhiều lắm, trả có mấy đồng mà. Nhưng mà lúc mà trả lời thua. Trời ơi, sai. Đưa vô trong cũng không được mà để lại cũng không xong nữa. Vô trong cũng được, bán ngoài cũng không xong. Và cuối cùng anh Hưng đã ký hợp đồng rồi hả anh? Mày có biết bài Thả Như Giọt Mưa của nhạc sĩ Phạm Duy không? Có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không, có còn hơn không. Bây giờ cho làm lại được không vậy? Làm lại là anh muốn sao? Anh muốn không ký. Mình ký thì đúng hơn. Không mà, cuối cùng mà còn bao nhiêu? 200 mấy gần 300 triệu á. Trời đất ơi, gấp đôi luôn á. Mày chết rồi em ơi. Số tiền anh Hà kiếm được là 274.994.000 đồng. Và rất tiếc anh Hưng đã ký hợp đồng. Nhiều khó khăn, cuối cùng đã mang về được gần 300 triệu đồng. Một số tiền không hề nhỏ cho một cái kế hoạch mà hai anh đã lên trước đây rồi. Rất là vui, ngày hôm nay rất là vui. Và cũng phải cảm ơn anh Hương với anh Hà đã dành quá nhiều thời gian cho chương trình của tụi em. Và đó là điều tụi em rất là gọi là tự hào. Và cũng nhờ hai anh làm những cái điều tốt đẹp để lan tỏa cái tinh thần yêu thương. Mà em ơi, cái người nào bày ra cái trò này, trời ơi sao mà họ quá thông minh luôn á. Không có ăn được dễ dàng gì đâu. Nhưng mà đi vô trong cũng không được, mà đi ở ngoài không xong. Chưa chắc mình trả lời sai mà nó đã hết tiền. Mà chưa chắc mà trả lời đúng mà đã có được, mà có tiền. Đấy. Hên là mày cứ mượn được một khúc tiền to rồi trả một khúc tiền nhỏ là có tiền. Quan trọng là chúng ta lan tỏa cái tinh thần yêu thương cộng đồng. Thưa quý vị, ngày hôm nay cảm ơn anh Đạm Thương và anh Vũ Hà đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Tường Lửa. Chương trình được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mừng nha. Ngày hôm nay có một linh cảm là cảm giác em mang về không dưới 500 triệu.